비추고 Kimono từ lâu đã gần như trở thành một biểu tượng văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Với tên gọi bắt nguồn từ ý nghĩa một thứ để mặc, kimono thực sự rất phổ biến đối với người dân nơi đây. Mọi già trẻ gái trai Nhật Bản đều ít nhất mặc kimono vài lần trong đời, đặc biệt là trong các dịp trọng đại như lễ cưới hay lễ tốt nghiệp. Nếu so sánh với hàng trăm loại trang phục truyền thống của các quốc gia khác, kimono có lẽ là một trong số những quốc phục kính cổng cao tường nhất. Một bộ kimono truyền thống đúng chuẩn có thể lên tới gần 20 lớp áo với đủ mọi loại dây, nơ thắt. Phía dưới người mặc kimono cũng sẽ sử dụng tất trắng để đi cùng dép sọ ngón, đế gỗ, đặc trưng. Việc tìm ra kẽ hở gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Thế nhưng vẫn có một bộ phận bí ẩn trên cơ thể luôn được để lộ ra khi người Nhật mặc kimono, đặc biệt là với phái nữ. Nghe đến đây, thánh nào phán là bàn tay hay mặt thì sai bét rồi nhé. Trang phục đã kín như vậy, che cả mặt cả tay nữa thì sống sao nổi. Vậy nên hai thứ này hở ra là điều đương nhiên rồi. Bộ phận đặc biệt mà chúng ta đang nói đến phải là chiếc gáy cơ. Nếu để ý kỹ tới phong cách mặc kimono của phụ nữ Nhật Bản, mà đặc biệt là các geisha phấn trắng son đỏ, sẽ chẳng khó để nhận ra phần cổ áo thường được thiết kế hơi trễ xuống bên dưới. Tóc người mặc cũng luôn phải được búi cầu kỳ lên cao với mục đích để lộ hoàn toàn phần gáy phía sau. Việc để hở gáy khi mặc kimono như vậy có nguyên do cả, chứ không phải áo nhiều lớp nóng quá mà kéo bớt xuống cho mát đâu. Khác với quan niệm phương Tây, nơi phụ nữ phải vòng nào ra vòng nấy mới được coi là thu hút, chiếc gáy mới là bộ phận thể hiện sự quyến rũ của một cô gái tại Nhật. Cách nghĩ này đã có từ rất lâu trong lịch sử nước Nhật, thậm chí trước cả thời kỳ Edo. Người dân nơi đây cho rằng gáy của phụ nữ là điểm đặc biệt và hút mắt bạn khác giới nhất trên cơ thể. Một cô gái với chiếc gáy thon thả cuốn hút là cực kỳ duyên dáng và quyến rũ tại đất nước này. Đặc biệt với các geisha, phần gáy luôn được chăm chú hơn bình thường rất nhiều. Phía sau cổ những nghệ giả này cũng được trang điểm, tô vẽ cẩn thận, y hệt khuôn mặt với phấn gạo trắng và chỉ để lộ từ 2 đến 3 đường màu da thật. Đúng với tinh thần đẹp khoe xấu che, trang phục kimono hẳn là một cách thể hiện siêu tinh tế cho vẻ đẹp con người Nhật Bản, kín đáo, không hề phô phang mà vẫn cuốn hút đến không ngờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!